Xin chào quý khán giả của chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, xem tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong năm 2023 quý Mão sẽ giúp cho quý vị nắm rõ được vận hạn của mình trên các phương diện về tiền bạc, sức khỏe, công danh, sự nghiệp và tình duyên gia đạo. Thưa quý vị, tử vi học và nói, mỗi người sinh ra đều mang trong mình một số phận khác nhau. Không phải ai sinh ra cũng được giàu sang phú quý, sống trong nhung lụa. Không phải ai cũng phải chịu số phận nghèo hèn. Có những con giáp phải sau chung vận thì mới có được may mắn, giàu sang. Trong năm 2023, chắc hẳn quý vị tuổi Ất Mão sẽ rất tò mò về vận mệnh của mình sẽ ra sao, đúng không ạ? Thưa quý vị, các nhà tử vi học dự đoán tuổi Ất Mão sẽ có vận may trúng số trong đầu năm 2023, tiền bạc ùn ùn kéo đến, giàu có nhất vùng. Trong phần luận giải về tử vi hôm nay, thầy Gia Cát sẽ chỉ rõ cho những người tuổi Ất Mão về vận hạn của mình trong năm nay. Qua việc nắm bắt được thiên cơ, quý vị hãy dựa vào đó để thay đổi vận mệnh của mình được giàu sang phú quý. Đồng thời, thầy Gia Cát cũng đưa ra các phương pháp hóa giải về tử vi cho tuổi Ất Mão trong năm nay. Còn bây giờ là phần luận giải về lá số tử vi của Ất Mão sinh năm 1975 trong năm 2023 quý Mão. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ ngay tài tuế khi cúng giao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài tài tuế để nghênh đón tài tuế mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài tài tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Ất Mão sinh năm 1975 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Ất Mão sinh năm 1975 nam mạng trong năm 2023. Năm 2023 không phải là một năm khá khó khăn đối với người tuổi Ất Mão. Tuy nhiên, nhờ vào sự thông minh, tài trí và bản lĩnh của mình, bạn sẽ đạt được những thành tích nhất định trong sự nghiệp và tài lộc. Bạn cần ý thức được điểm yếu của mình là quá cố chấp, bảo thủ, không chịu thay đổi. Nếu cứ ương bướng, thích làm theo ý mình, bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của người khác, bạn sẽ đưa mình vào những rắc rối, thậm chí tai họa khó dự đoán trước. Thời điểm này, bạn cần chú ý đến cách cư xử của bản thân, giữ quan hệ hữu nghị với mọi người, nếu không dễ khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt, tạo ra những chuyện mâu thuẫn, thị phi không đáng có. Xét về vận hạn năm quý Mão 2023, Ất Mão sinh năm 1975 nam mạng gặp phải sao chiếu mệnh, sao thái bạch, vận hạn toán tận, hạn tam tai, gia chủ không phạm tam tai, hạn hoàng ốc không phạm hoàng ốc, kim lâu không rơi vào kim lâu. Về địa chi, gặp năm tuổi và phạm cục diện trực thái tuế, người tuổi Ất Mão gặp khá nhiều bất lợi và biến động ở khắp các phương diện cuộc sống trong năm nay. Người xưa thường nói, đương đầu thái tuế, vô phúc liền có họa, tai ương có thể ập tới bất cứ lúc nào. Xét về mối quan hệ thiên can, Ất âm mộc gặp quý âm thủy là thực thần, nghĩa là thân vị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong năm nay, các gia chủ Ất Mão cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình mình. Trong năm quý Mão 2023, gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 cần chú ý tháng Tân Dậu, tháng 8 âm lịch, từ ngày 15 tháng 9, 2023 đến ngày 14 tháng 10, năm 2023. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Ất Mão sinh năm 1975. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Ất Mão sinh năm 1975 nam mạng. Đây là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao thái bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều về tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Nhìn chung, dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao thái bạch chiếu mạng thì cần phải cúng giải hạn sao thái bạch hàng tháng. Sao thái bạch kỵ nhất vào tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Hóa giải, thời gian cúng sao giải hạn, sao thái bạch vào 18 đến 20 giờ ngày 15 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 15 tháng 1 hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Lưu ý để việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ thì trong nhà nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may hay là dùng trang sức đá quý như đá núi lửa, thạch anh đen. Để sao giải hạn được sao thái bạch, mọi thứ cần chuẩn bị phải có màu trắng. Trường hợp nếu những thứ khác có màu sắc khác thì dùng giấy màu trắng gói lại hoặc lót giấy màu trắng xuống phía dưới, sau đó đặt lễ lên trên. Bài vị dùng sớ viết trên giấy màu trắng, Tây phương canh tân kim đức thái bạch tinh quân vị tiền, lại về hướng Tây vào lúc 18 đến 20 giờ. Qua 20 giờ đem bài vị vào nhà bếp đốt là được.
hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm này, mệnh chủ nên tránh hoặc là dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc phong thủy của người này là màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy. Dùng người thì nên thận trọng, chớ nên tin người thái quá. Những đồ trang sức thuộc phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire sẽ giúp mệnh chủ hóa sát, cầu may. Gia chủ Ất Mão sinh năm 1975, nam mạng, năm nay gặp hạn toán tận, chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, ngộ chúng. Có một câu thơ diễn nghĩa về hạn này như sau: toán tận vận đến thình lình, đàn ông xuất kỵ bỏ mình nhiều khi. Như vậy hạn này xuất kỵ với nam giới, thường xảy ra những tai nạn đột ngột, bất khả kháng, cũng rất khó đề phòng và ứng phó. Đây là một hạn lớn gây ra thiệt hại nặng nề về tiền bạc và tài sản, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gia chủ cần hết sức chú ý. Hóa giải: vốn toán tận là đại hạn chủ về tài sản, tiêu hao tài sản mà không dự tính trước được. Mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất gia chủ không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc ở trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Không những thế còn tránh được tình trạng xây xát nguy hiểm tính mạng khi bị kẻ xấu giật đồ. Mọi việc trong cuộc sống như tình cảm, gia đình, vợ chồng, các mối quan hệ nên cẩn thận và chú ý hơn. Mấy năm gặp đại hạn toán tận, không nhẹ thì nặng, chắc chắn tai nạn bất ngờ sẽ kéo đến. Sau đó gia chủ sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Luận tử vi Ất Mão sinh năm 1975, nam mạng, theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân cùng gia đạo đầu năm, gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975, nam mạng, có tình cảm của thành viên trong nhà không được tốt. Tháng 2, tiền bạc gia chủ trong tháng này có sự tiêu pha hao tán nhiều, bên cạnh đó có sức khỏe không tốt, đặc biệt là về đường tiêu hóa. Tháng 3, trong gia đình của gia chủ có người thân ở xa về trong tháng 3. Tháng 4, sức khỏe của gia chủ trong tháng 4 không được tốt, có thể bị ốm đau hoặc bệnh tật lâu ngày khó khỏi. Tháng 5, di chuyển xe cộ trong tháng 5, gia chủ nên hết sức cẩn trọng, trong nhà tháng này có thể có người bị ốm đau, bệnh tật. Tháng 6, gia chủ có tin vui trong họ hàng, anh em bạn bè trong tháng này, đó có thể là việc hỷ tín, cưới xin, cũng có thể là thêm người. Tháng 7, trong tháng này gia chủ cần chú ý cẩn thận di chuyển miền sông nước. Tháng 8, đây là tháng người sinh năm 1975, nam mạng, chú ý các vật sắc nhọn, dao kéo đâm phải hoặc chú ý đường ăn uống, tiêu hóa. Tháng 9, tháng này sức khỏe của gia chủ không được tốt. Tháng 10, di chuyển bên ngoài cần chú ý vì có dấu hiệu tai nạn bất ngờ đến với gia chủ. Tháng 11, có niềm vui lớn do người khác đưa tới. Tháng 12, trong tháng cuối năm gia chủ đón nhiều tin vui trong anh em, họ hàng, nội tộc. Ngoài ra có thể gặp được người mong muốn ở trong tháng. Tổng kết tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, nam mạng, trong năm Quý Mão 2023 về sự nghiệp. Đường công danh của tuổi này trong năm 2023 có dấu hiệu xuống dốc nghiêm trọng, phạm năm tuổi nên suy nghĩ bế tắc, khó phát huy bản thân, ý tưởng đưa ra cũng không được đánh giá cao. Nếu bản mệnh không nhận ra vấn đề và tìm cách khắc phục sớm thì mọi thứ còn sắc số hơn nữa. Vấn đề chủ yếu xuất phát từ chính bản thân bạn, dễ bị phân tâm hoặc lơ đễnh, dẫn đến mắc phải nhiều sai sót, phiền phức trong công việc. Khó khăn là điều khó tránh khỏi nếu muốn chạm tay tới thành công, do đó bản mệnh nên học cách mạnh mẽ đương đầu, hãy cứ tin rằng kiên trì ắt có thành quả xứng đáng. Về tài chính, đường tài lộc của những người tuổi Ất Mão 1975 nam mạng trong năm nay cũng rất tệ, có điểm báo tốn của do tác động từ nhiều bề. Đặc biệt năm 2023 có nhiều điểm tuổi nhân quấy phá, đầu tư tài chính hay mở rộng quy mô kinh doanh sẽ không phải quyết định khôn ngoan ở thời điểm vận may vô cùng u ám như này. Nếu cố chấp tiến hành, bản mệnh dễ bị thất thoát, rơi vào khủng hoảng nặng nề, thậm chí trắng tay. Về sức khỏe, tử vi tuổi Ất Mão năm 2023 nam mạng về sức khỏe không quá thuận lợi, con giáp này có thể phải đối mặt với tình trạng thể chất sa sút, sức đề kháng kém hẳn trong năm nay nên cũng sẽ ốm đau, bệnh tật hơn. Sức khỏe tinh thần cũng không thể chủ quan, nếu không điều hòa tâm tính, suy nghĩ tích cực sẽ khiến tâm lý gặp rào cản, gia tăng gánh nặng cho cơ thể. Trong năm tuổi, mệnh chủ đi ra ngoài phải chú ý giữ an toàn, kẻo gặp tai nạn xe cộ, rước họa vào thân. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ Ất Mão sinh năm 1975. Về tình cảm gia đạo,
tình yêu và mối quan hệ sẽ giảm đáng kể cho Ất Mão 1975. Trong năm 2023, sức khỏe kém và các bệnh nhẹ thường xuyên sẽ khiến bạn trở nên mong manh và dễ bị cảm xúc tiêu cực. Ất Mão 1975 nên nói chuyện nhiều hơn với gia đình về sức khỏe vì họ quan tâm tới bạn và chỉ bằng cách này cho bạn mới có thể thoát khỏi nó và đối mặt với những vấn đề cùng với gia đình. Đừng bị quấn vào nó và làm những cuộc đấu tranh vô nghĩa. Với những bạn đã có đôi có cặp thì cũng cần phải tìm cách để hâm nóng tình cảm đôi bên. Đừng suy nghĩ tình yêu chỉ là hy sinh, cho đi không cần nhận lại. Bạn cần phải làm điều tương tự để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Sự nhàm chán sẽ bị xua tan khi đôi bên luôn có ý thức vun đắp cho tình yêu của mình. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân, hợi mão mùi, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Ất Mão, sinh năm 1975 năm mạng, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về lá số tử vi của Ất Mão trong năm 2023 Quý Mão. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm 2023 Quý Mão này. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.